Câu 191 này thầy chỉ hướng dẫn câu B thôi để em tính cái giá trị trung bình mẫu với cái độ lệch chuẩn mẫu và cái hệ số tương quan mẫu của x và y. Rồi viết phương trình đường hồi quy tuyến tính của x theo y. Thì thứ nhất là mình nhập dữ liệu như thế nào? Thì từ máy tính của em bấm mod 32 nè. Mod 32, thấy không? Vì em để ý ở đây là cái x thì nó có là tổng cộng 5 lớp, y cũng có tổng cộng 5 lớp. Như vậy thì cái lớp này mình sẽ nhập giá trị đại diện của nó thôi. Cái lớp đầu tiên nè, từ 140 đến 145, mình lấy giá trị của x là 142,5. Em nhập vô máy là 142,5. Nhưng mà ở với x là 142 thì y nó có là 42,5. Y là cái lớp này ha, là 42,5. Y là 42,5, em nhập vô 42,5. Và tần số nó là 1, ở đây là tần số nó là 1, đúng chưa? Đấy, tần số 1. Bây giờ tới x. X nó nhận giá trị cũng cái lớp này, 142,5. Giá trị của x là 142,5 nhưng mà giá trị của y là 47,5, ứng với cái tần số 4 này. Thì ở đây mình nhập cũng là 142,5. X là 142,5 và y là mình sẽ nhập 47,5. Và tần số thì mình sửa là số 4. Rồi tiếp tục thì ở đây ta thấy là cái lớp này là ứng với giá trị của x là 142,5 thì nó có hai giá trị của y thì là mình đã nhập xong. Bây giờ tới cái lớp thứ hai là 145 đến 150. Thì mình nhập giá trị đại diện của x ở đây nó sẽ là bao nhiêu? Là 147,5. 147,5. X là 147,5. Mình thấy là ứng với x 147,5 thì nó có ba cái lớp của y, cho nên mình sẽ nhập 147,5 hai lần, hoặc ba lần. 147,5. Rồi 147,5. Thì ứng với cái giá trị 147,5 của x thì nó có ba giá trị của y. Thứ nhất là giá trị 47,5 của y nè, 47,5 của y. Rồi rồi tới là 52,5 của y, 52,5 của y ha, 52,5 tức là x 147,5, y là 52,5 và 57,5. Và tần số tương ứng của nó là 261, 261. Này mình sửa thành số 2. Này mình sửa thành số 6. Mình sửa thành số 1. Rồi tiếp tục tới cái giá trị của x là 152,5. Tương ứng với ba lớp của y nên mình nhập 104 152,5 mình nhập 3 lần. Rồi 152,5. Rồi ứng với 157,5 mình cũng nhập 3 lần. 157,5 của y thì mình nhập 3 lần. 157,5. Rồi 162,5 thì nó có hai tương ứng với hai lớp của y thì mình sẽ nhập vô 162,5. 5. 162,5. Ứng với x thì y thì mình nhớ là 152,5 đó. Thì nó ứng với ba lớp của x là 52,5. Chỗ này mình sẽ là 52,5 nè. Rồi 57,5, 57,5. 57,5. Rồi 62,5. 62,5. Rồi tới 157,5 của x thì nó có 52,5. 5. Rồi 57,5. Rồi 62,5.
nè, cuối cùng là 50 57,5. À, 62,5. Cái tần số mình sửa lại như thế nào? 1 4 2 6 1 rồi tới 10 8 2, chỗ này là 10. 10 rồi 8 rồi 2 rồi 8 6 8 6 3 rồi 1 1. Đây, thì đây là mình nhập dữ liệu xong. Bây giờ thầy coi các em coi là dữ liệu nha. Coi dữ liệu. Lớp thứ nhất là 142,5 của x ứng với 42,5 của y là tần số là 1. Lớp thứ hai là 142 của x của y là 47,5, tần số nó là 4. Lớp thứ ba là 147,5 của x y là 47,5, tần số là 2. À. Rồi lớp thứ thứ tư là x 147,5, y là 57,5. X là 147,5, y là 57,5, tần số là gì đây? Là 1. 52,5 là 4. Rồi tiếp tục, x là 152,5, y là 52,5, đó là tần số nó là 10. Rồi x là 152,5, x là 152,5, y là 57,5, tần số nó là 8. Rồi tiếp cái lớp thứ thứ kế tiếp là x 152,5, y là 62,5, tần số là 2. Rồi tới x 157,5, tần số y là 57,5, tần số là 8. À, tần số là 8. X là 157,5, y là 52,5, tần số nó là 8 này nha. Đấy. Rồi tiếp tục x là 157,5, y là 57,5, tần số nó là 6. Đây. À, tần số nó là 6. Rồi tiếp tục là x là 157,5, y là 62,5, tần số nó là 3. Đấy. Rồi x là 62,5, y là 57,5, tần số nó là 1. Rồi x là 162,5, y là 62,5, tần số là 1. Thì bấm dữ liệu xong người ta bấm AC. Rồi sau đó ta tính các cái gì đây? Giá trị trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu và hệ số tương quan mẫu của x và y. Để tính cái giá trị mà trung bình mẫu á, thì em bấm shift 1 là 4. Giá trị trung bình mẫu của x á, thì bấm số 2 ha. Tức là chúng ta có x ngang. Câu B. X ngang bằng 152,68 87. Rồi y ngang bằng em bấm shift 1 4 5 là được y ngang là 54,3868. Và giá trị độ lệch chuẩn mẫu của x và y tiếp 1 4 4 4 là độ lệch chuẩn mẫu của x. À, thì ta có x x bằng 5,0917. Rồi SI bằng nên bấm shift 1 4 47 là độ chuẩn của y là 4,5177.